ơn Cát Linh và Linh Trịnh. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV được phát trên các băng tần 57.19 tại miền Nam California, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 phủ sóng toàn Hoa Kỳ và Canada và trên website ibctv.us. Như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin được điểm qua một số tin chính như sau. Tổng thống Zelensky kêu gọi châu Âu hãy chấp cánh cho Ukraine. Kết thúc cuộc điều tra vụ bắn rơi MH17, dù có dấu hiệu ông Putin can dự. Ông Kim Jong-un ca ngợi quân đội Triều Tiên mạnh nhất thế giới. Hoa Kỳ chia sẻ vụ thông tin vụ kinh khí cầu Trung Quốc cho 40 quốc gia. Trong thông điệp liên bang, Tổng thống Joe Biden đã thách thức phe Cộng hòa về trần nợ và kinh tế. Sau đây, chúng tôi xin mời quý khán thính giả đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của sứ ngôn viên Linh Trịnh. Tổng thống Zelensky kêu gọi châu Âu chấp cánh cho Ukraine. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, vào ngày 8 tháng 2 đã bắt đầu chuyến công du châu Âu tìm kiếm hỏa lực trên không mạnh hơn để tăng cường chống Nga xâm lược. Tại Anh, ông nhận được lời cam kết huấn luyện phi công Ukraine để sử dụng phản lực chiến đấu tiên tiến của NATO. Trong bài phát biểu trước các nghị sĩ Anh, ông Zelensky kêu gọi cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu mà ông gọi là những đôi cánh cho tự do. Tổng thống của Ukraine nói, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể, lẫn không thể, để thế giới cung cấp cho Ukraine máy bay hiện đại để tăng cường sức mạnh và bảo vệ các phi công, những người bảo vệ chúng ta. Ngay trước khi ông tới Anh, văn phòng Thủ tướng Sunak đã loan báo kế hoạch mở rộng chương trình huấn luyện cho quân đội Ukraine, bao gồm cả không lực để đảm bảo phi công Ukraine trong tương lai sẽ có thể bay các phản lực chiến đấu tinh vi tiêu chuẩn của NATO. Thông báo không nói rõ thời điểm và không cam kết cung cấp cho Kyiv phản lực của Anh, nhưng cho thấy một sự chuyển hướng đáng lưu ý trong sự ủng hộ dành cho Ukraine, có thể mở đường cho các nước khác gửi máy bay cho Ukraine. Ông Zelensky nói, rời Quốc hội Anh 2 năm trước, tôi cảm ơn vì món trà Anh tuyệt hảo. Tôi sẽ rời Quốc hội Anh hôm nay với lời cảm ơn trước gửi đến tất cả quý vị vì các máy bay hùng hậu của Anh. Kết thúc cuộc điều tra vụ bắn rơi MH17, dù có dấu hiệu ông Putin can dự. Các công tố viên quốc tế ở La Hague, Hà Lan, vào hôm thứ Tư ngày 8 tháng 2 cho biết, họ đã tìm thấy những dấu hiệu rõ ràng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt việc sử dụng ở Ukraine một hệ thống tên lửa của Nga, đã bắn hạ máy bay số 17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, gọi tắt là MH17, ở miền đông Ukraine vào năm 2014, theo Reuters cho biết. Tuy nhiên, họ cho biết bằng chứng về sự can dự của ông Putin và các quan chức Nga khác không đủ cụ thể để dẫn đến kết án hình sự và họ sẽ kết thúc cuộc điều tra mà không truy tố thêm. Nga phủ nhận mọi liên quan đến vụ bắn rơi chiếc máy bay dân dụng khiến 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Công tố viên Dinat Van Buesla nói trong một cuộc họp báo ở La Haye, cuộc điều tra hiện đã đi đến giới hạn. Bà cho biết, những phát hiện này không đủ để truy tố các nghi phạm mới. Vào tháng 11, một tòa án Hà Lan đã kết án hai cựu nhân viên tình báo Nga và một thủ lĩnh phe ly khai Ukraine về tội giết người vì giúp bố trí hệ thống tên lửa BUK của Nga, được sử dụng để bắn hạ máy bay này. Ba người đàn ông nêu trên bị sự vắng mặt và đến nay vẫn chưa bị bắt. Vào thời điểm chiếc máy bay bị bắn hạ, lực lượng Ukraine đang giao tranh với lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine. Ông Kim Jong-un ca ngợi quân đội Triều Tiên mạnh nhất thế giới.
lãnh tụ Triều Tiên ông Kim Jong-un, phu nhân và ái nữ Chu E vừa đến thăm các binh sĩ tại doanh trại của nước này trước lễ kỷ trọng thể mỗi 5 năm ngày thành lập quân đội. VOA News dẫn trang Rudong Sinmun, tờ báo chính của quốc gia, đã cho biết như vậy vào ngày 8 tháng 2. Hôm ngày 8 tháng 2 là lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên, gọi tắt là KPA. Một cuộc diễu hành quân sự quy mô lớn dự kiến sẽ diễn ra nhưng chưa được loan tin. Trong một bữa tiệc kỷ niệm vào hôm thứ Ba ngày 7 tháng 2, ông Kim Jong-un ca ngợi truyền thông quân sự bất chấp những khó khăn đã tồn tại qua nhiều thập kỷ để đạt được một sức mạnh to lớn và tuyệt đối, ám chỉ về khả năng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ông Kim cũng ca ngợi Quân đội Nhân dân Triều Tiên là mạnh nhất thế giới, theo trang Rodong Sinmun, với tinh thần trách nhiệm phi thường và một ý chí siêu nhân bất khuất. Ông ca ngợi những người lính này là đỉnh cao phẩm giá của người dân Triều Tiên, những người bảo vệ những ngày tươi sáng phía trước của họ, đồng thời kêu gọi họ nỗ lực gấp đôi hướng tới sự phát triển của lực lượng vũ trang và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa. Hoa Kỳ chia sẻ thông tin vụ kinh khí cầu Trung Quốc cho 40 quốc gia. Hoa Kỳ vừa tổ chức các cuộc họp ở Washington và Bắc Kinh với các nhà ngoại giao nước ngoài từ 40 quốc gia về vụ kinh khí cầu do thám Trung Quốc đi vào không phận Hoa Kỳ vào cuối tháng 1. Một quan chức chính quyền cấp cao và các nhà ngoại giao cho Reuters biết vào hôm thứ Ba, ngày 7 tháng 2, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman thông báo thông tin này cho gần 150 nhà ngoại giao nước ngoài tại 40 đại sứ quán vào hôm 6 tháng 2. Quan chức này cho biết, trong khi ở Bắc Kinh, đại sứ quán Hoa Kỳ đã tập hợp các nhà ngoại giao nước ngoài vào hôm 6 tháng 2 và 7 tháng 2 để trình bày những phát hiện của Hoa Kỳ về kinh khí cầu này. Quan chức cấp cao của chính quyền cho biết, chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi chia sẻ nhiều nhất có thể cho các quốc gia trên thế giới. Những quốc gia cũng có thể dễ bị ảnh hưởng bởi các loại hoạt động này. Việc thông báo của bà Sherman lần đầu tiên được báo Washington Post đưa tin. Tờ báo này cũng dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ, nói rằng kinh khí cầu do thám có liên quan đến nỗ lực giám sát quân sự quy mô lớn đặt trung tâm trên đảo Hải Nam của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong thông điệp liên bang, Tổng thống Joe Biden đã thách thức phe Cộng hòa về trần nợ và kinh tế. Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Ba đã thách thức các nghị sĩ Cộng hòa nâng trần nợ của Hoa Kỳ và ủng hộ các chính sách thuế thân thiện hơn với tầng lớp trung lưu của Hoa Kỳ trong một bài diễn văn thông điệp liên bang. Công kích các công ty dầu mỏ thu lợi nhuận cao và các công ty Hoa Kỳ lợi dụng người tiêu dùng. Ông Biden đã sử dụng bài phát biểu trong giờ vàng để vạch ra những ưu tiên chính sách quan trọng đối với phe Dân Chủ, nhưng bị phe Cộng Hòa trong Quốc hội phản đối. Phát biểu lần đầu tiên trước phiên họp chung của Quốc hội kể từ khi phe Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 1, ông Biden đã kêu gọi các nhà lập pháp bị chia rẽ gay gắt vượt qua những khác biệt của họ. Một số nghị sĩ Cộng hòa đôi khi là ó ông trong bài phát biểu kéo dài 73 phút. Người ta bảo rằng Dân Chủ và Cộng hòa không thể làm việc được cùng nhau đâu. Nhưng trong 2 năm qua, chúng ta đã chứng minh những người ngoài hoài nghi và những người ngờ vực đã sai. Ông Biden, người theo đảng Dân Chủ, đã phát biểu như vậy. Nói điều này, những người bạn của đảng Cộng hòa của tôi, nếu chúng ta có thể làm việc cùng nhau trong Quốc hội kỳ rồi, thì không có lý do gì chúng ta không thể làm việc được cùng nhau và tìm thấy sự đồng thuận về những điều quan trọng trong Quốc hội kỳ này. Thống đốc bang Arkansas Sarah Huckabee Sanders, người từng là phát ngôn viên nhà tòa Bạch Ốc của cựu Tổng thống Donald Trump, đã bác bỏ việc kiến lạc quan của ông Biden về đất nước trong bài phát biểu đáp lại của phe Cộng hòa. Ở Hoa Kỳ của phe cực tả, Washington đánh thuế bạn và đốt tiền mà bạn khó khăn lắm mới kiếm được. Nhưng bạn bị đè bẹp vì giá xăng cao, kệ hàng hóa trống rỗng và con cái của chúng ta được dạy hãy ghét nhau vì chủng tộc của chúng. Bà Sanders nói trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp sau bài diễn văn của ông Joe Biden.
Kính thưa quý vị, đến đây chương trình tin tức xin được tạm ngừng trong giây lát để gửi đến quý khán thính giả phần bảo trợ thương mại cho đài. Chúng tôi sẽ quay trở lại với một số tin tức nổi bật như là nhà khoa học gia Trung Quốc kêu gọi thế giới nên bình tĩnh về các biến thể COVID ở Trung Quốc, hoặc là số tử vong trong trận động đất ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đã hơn 11.000 người. Và tin về tàu Hải quân Anh thăm thành phố Sài Gòn, hoặc là Petro Việt Nam bị tố tiếp tay với doanh nghiệp Myanmar làm lợi cho quân đội, và một số tin tức mới nhất vừa được cập nhật. Kính mời quý khán thính giả vẫn tiếp tục đón xem trên đài IBC TV.